Xin chào tất cả các bạn. Nay buổi chiều tôi với nhỏ hai anh em đi cắm câu cá lóc các bạn. Cắm ở chỗ xa lắm. Chỗ đó nhiều cá lắm các bạn. Nè, chỗ này nè. Chứ không có đi đâu xa đâu. Cắm mấy cái đầm dọc dọc mấy cái đầm này thôi nè. Ở trên kia đang có đám cưới các bạn. Cho nên là đang mở nhạc gì ta quên rồi. Nhạc sàn. Ra nhạc sàn à. Nhỏ nhảy coi. Thôi, một hai ba lên lên là lên là lên là lên rồi để chuẩn bị mình cắm thôi các bạn, giờ móc nhái đi nhái. Tối nhỏ đi soi bắt được mớ các bạn, để hôm nay chuẩn bị để mình cắm. Mấy bữa nay tôi bận quá cho nên là không có ra clip cho các bạn xem được. Cắm trước lại cờ, móc phía lại cờ. Đâu. Em cầm cái cầm đi chỗ nào mình móc đó mình cắm xuống luôn nhỏ. Cầm bài cần bảo cắm trên đây nè. Cắm trên cái đi. Bây giờ buổi chiều mình cắm rồi ra ra đến tối luôn các bạn. Này chủ yếu mình cắm mà mùa nhái á, cắm cá lóc đó các bạn. Tại tôi thấy nó táp nhiều quá. Trứng ốc được các bạn. Nào. Trứng ốc á. Nó đẻ dữ lắm. Đây là ốc bu vàng đó các bạn. Chứ không phải ốc bu đen của mình đâu. Đẻ dữ lắm. Đi thì phải dạt mấy con ốc đó ra không à. Hồ nó đẻ nhau nhanh lắm. Các bạn cứ móc này cho nó nửa người ở trên nửa người dưới á các bạn. Là cá lóc là nó thấy nó táp à. Canh sao cho nó chuẩn á nhỏ. Lát anh phụ cho. Trời ơi em giật hồi banh cái miệng luôn á. Gãy cưng nha. Rồi. Đó như vậy á các bạn, cá lóc á, hồ nó nhảy á, cá lóc lên nó táp à. Cắm xa xa bên đây nè, cắm bên đây cái nè. Ủa, đám cưới tắt nhạc à. Đang đến giờ ăn rồi đó. Hả? Bây giờ ta ăn rồi đó. Có đâu ăn người ta mới mở nhạc, cái giờ nghỉ hả, buổi chiều mà chơi từ trưa đến giờ rồi. Kể vùng quê lâu lâu có đám cưới là vui lắm các bạn. Mấy ông chồng được giải lao nhậu nhẹt chứ không gì hết á. Đó, nó cứ nhảy vậy là cá lên nó táp à. Cách xa xa ra. Hả? Bên đây cần nữa. Dâu chỗ này không có bèo mà bạn thấy nó kia cái lá nó vàng không? Bị cháy á. Không có bèo vậy đó. Cái bên đây là cá nó ăn nhiều à. Bên kia đỡ hơn. Có bèo nhiều đỡ hơn. Mưa quá cho nên là rau nó bệnh, các bạn thấy nó vàng nha. Ui. Ô. Ghê ha. Nhái nhảy ra còn bắt được ha. Việt Nam mình là có gì? Server chính ha, Công Vinh ha. Rồi. Để em nó tung tăng đi. Giờ tôi phụ nhỏ để cắm dọc dọc hết mấy cái đầm bên đây các bạn. Tôi cắm xong các bạn. Chiều tối rồi. Tôi cắm dọc dọc mấy cái đầm
ba cái đầm này với cái dưới cắm sơ sơ, ở dưới thì cắm ít à, chủ yếu ba đầm này cá nó táp nhiều, có bèo các bạn, nhái đồ nhiều lắm, cho nên là cá lóc nó tới nó ăn. Đó, các bạn nghe không, nhái kêu. Công việc còn lại là chờ đợi thôi các bạn, cầu là hôm nay là một ngày may mắn đi. Tôi cắm câu xong rồi lên chút xíu rồi trời mưa các bạn. Bây giờ tối các bạn, tôi với là nhỏ hai anh em giờ đi thăm mấy cái cần câu cắm coi. Ủa nhỏ không mang gì đựng nhỏ? Lát có cá đựng gì? Hai đứa hàng dở hơi á. Tôi từ cái lán ở trên á, còn căn biệt thự tụi tôi dưới đây nè. Nhái còn nhảy tưng 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 nè. Ừ. Đi mấy cần người thấy chưa có động tĩnh gì hết các bạn. Ủa, cần nó cong ghê vậy? Cái gì? Đúng cần. Sống rồi. Rồi, gãy cần. Sao hả? Gãy rồi. Ủa, còn cái gì á? À, gãy rồi. Gặp ơi. Ui. Cá. Cá gì nữa? Cá. Từ, cầm ở đầu trên, cầm sợi dây. Đừng cầm cần gãy. Từ coi. Ủa. Mưa. Ủa. Chui vào hang rồi nhỏ ơi. Gì? Chui vào hang rồi. Kéo cái áo lên coi. Cá mới chui vào hang nữa ha. Ừ. Kỳ á. Vào hang rồi mà. Vào hang rồi. Cá gì vậy? Không biết nữa. Đây xuống bắt thôi nhỏ ơi. Cầm sợi dây á. Từ thôi nha. Từ, bỏ dép lên nè. Bỏ đồ điện thoại của anh lên đi. Bị dính quài đó. Ây da, con gì nó kéo giật giật ghê hả? Cá con gì? Đâu rồi? Trốn ở đâu? Ây da. Gì á? Không phải cá đâu nhỏ ơi. Cái gì? Gì á? Giật ghê hả? Ui. Hang sâu lắm, từ từ á. Anh sờ vô không phải cá đâu, từ từ. Được gì chứ, bắt chưa? Không được rồi. Con gì á nhỏ ơi. Gì á? Trắng nhỏ ơi. Ui. Ủa sao nó nằm đây? Từ từ, bây giờ em thẻ lỏng cái đó ra, từ nó nằm trong hang đây nè, hang thông qua đây, cái hang thông qua đây. Thẻ từ từ, ừ cứ thẻ từ từ đi, kéo qua đây, hang nằm trong đây nè. Cắn gì đây? Mắc cái gì vậy? Từ từ thôi, vô nữa không, được nữa không? Được. Cái hang nó đầu một đầu vô đầu ra đây nè. Ô, nó cuốn chân anh nè. Trời ơi. Vô mắc hang rồi. Không được rồi nhỏ ơi. Kiếm xuống. Gì cắt cái dây thôi. Con này nè, nó cuốn chân nè. Con gì á? Không biết. Dán gì nè. Từ đợi em xuống. Ủa. Ê. Cái gì nữa đây? Hai con rồi hả? À, phải không? Thả được không? Hang rồi. Xuống bắt cho. Xuống móc hang rồi. Chết rồi, nó cuốn cái chân anh nè. Móc hai banh cái hang, cái hang nó có một khúc ở đây à, một vô đầu, một đầu vô, một đầu ra đây luôn à. Ôi. Lấy cái đất đó ra. Ừ. Ấy à. Bới cái đất đó ra. Coi chừng
đừng có đưa vô cái đầu nó cắn à. Ôi sâu lắm. Vậy giờ bây giờ em lấy cái lấy cục đá ở trên đó, kiếm cái cục đá nào bén đi rồi anh giữ nó rồi chưa rồi thả ra. Gãy luôn rồi các bạn. Ghê không, nó cuốn cái chân tôi. Em thấy không? Nhỏ ơi. Ôi, rồi. Bẻ cái ngọn đó đi. Rồi. Bẻ cái ngọn đi. À, được không? Nó có chừng nó xước vô tay đó. Không bẻ 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 mà, đừng có rút ra. Ui. Đầu nó ha. Không phải. Rút lên nó đứt cái miệng nó ra là nó phóng ra cắn anh giờ. Bẻ này. Bẻ đi. À. Bẻ nó anh mới rút bên đây ra được. Rồi, bẻ rồi đó. Mà sao nó còn cứng nhắc vậy? Nè bẻ nó gãy rồi này. Từ 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 từ. Từ từ thôi. Đây. Ui. Trời ơi. Lấy cái cầm sợi dây kéo ra. Từ từ. Ui, con gì vậy ta? Ui. Đó, nó nằm ở con. Từ từ nào. Từ cái. Ghê hả? Từ nó kéo cái cuốn cái chân anh nè. Từ gỡ cái chân ra. Gỡ ra. Ui. Kéo ra, kéo cầm cái người đó lên. Ui. Đường rắn nữa quà. Rắn gì đây? Rắn gì đây không biết. Sắp bung ra rồi kìa. Thấy không? Kéo mạnh chút xíu nữa bung rồi đó. Ây. Ghê không? Gỡ cái lưỡi ra nhỏ. Được không? Từ từ. Em bóp đầu nó hẹn. Anh bóp cho anh cầm, anh kêu em bóp. Từ. Gỡ chừng lại đó. Sắp bung ra luôn rồi đó. Ui. Con gì nó bùi chui trong quần anh nè nhỏ ơi. Gì? Cái con gì chui trong quần anh nè. Con con kiến gì? Ai? Con gì nó chui vô quần em. Phải giác không? Lấy lại đi, lấy lại ra đi. Thôi để luôn đi, để luôn đi. Để luôn đi ha. Để luôn đi. Rồi. Anh. Không, em cầm anh coi con gì chui trong quần à. Từ từ, từ từ thôi. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Ui, mũi. À. Con gì vậy em biết. Móc ra thử coi. Đây nè. Vớt chưa? Cái gì vậy? Không biết con gì vậy? Đã các bạn. Ui, cái mặt nó trông ngớ thế. Bự ghê. Rồi, hy sinh cái cần. Nó kéo gãy với hy sinh cái gì? Người ta tới á, em đừng có chụp cái cần, em chụp là chụp sợi dây á, dây này nó không có bị đứt được. Dây mình dây dù mà sao mà đứt được. Còn chụp cái cần nó gãy cần kéo đi mất luôn á. Hai cái đường nó như cần có gai á. Đó đó. Ủa cái gai ta. Con gắn gì vậy ta? Cái gai này. Nè. Đây nè. Cầm chắc nha nhỏ nha. Rồi. Từ từ coi. Con này giống gần ghi quá ha. Phải không? Đúng đúng đúng. Đúng. Mà con gần nhìn giống con trăng á ha. Đi 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 kiếm thấy chưa, không có mang cái gì đựng hết à. Thôi cầm tay luôn đi. Đi. Đây, để anh đi. Để đi anh soi đèn cho. Cũng mang có cái đèn của hai ông dở hơi thiệt á. Mấy lần tôi nhảy xuống bắt là lấy đôi dép cực quá, hôm nay rút kinh nghiệm của bà. Không mà con rắn nhìn, để tôi sờ vô thấy là thấy nó kỳ kỳ rồi, con cá là thường là nhìn nó biết liền à, sờ biết liền à. Nhìn to nhỏ ha, đâu? Nhìn đã rồi. Đây. Qua thăm mấy cái còn lại coi. Nhỏ ơi, cho con gắn vào cái lu nè. À, cho cái lu đi. Không mang cái gì đi đựng hết mà. Lu có gì không? Từ từ cái.
Lưu bữa mình làm mấy món quay lưu nè. Bỏ sợi dây ra ngoài. Bỏ cái sợi dây ra ngoài thì lúc lát nữa mình cầm được. Rồi. Dạ. Từ từ nha. Từ từ. 1 2 3 tập nữa nha. Ừ, thế. Thế thả cho sợi dây trùng xuống. Rồi. Ok. Rồi, cho chơi tạm vậy đi. Rồi, được không? Cứng rồi đúng không? Không dây được đâu, không đẩy được đâu. Rồi, kéo căng rồi đó. Kệ đi. Đi xong. Mới được chưa được cá mà được rắn rồi các bạn. Hôm nay đúng là đám cưới lại lên nhạc nữa rồi. Lâu lâu có cái đám cưới vậy vui lắm. Mà hát cái gì tôi không nghe không hiểu, nó chắc đọc rap quá. Đọc gì? Đọc rap á. Đọc cứ đọc kệ hết đó. Hả? Cá hả? Đấy đấy, không. Cầm 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 nhanh nhanh. Chạy. Nhanh nhanh. Ủa bắt chụp đó. Ừ, con cá lóc một chút xíu. Gì vậy? Mày chú két à. Gỡ đi. Sợi dây từ từ cầm cá chứ nè. Từ cầm cá nó cuốn cái dây. Cầm cầm. Dạ. Rồi đẻ nó xuống đi, còn một chút é kìa. Tự giải quyết luôn. Được con rắn bự quá mà con cá được chút xíu à. Ủa ghê, dép anh khỏi con chè nha. Nhúng vô hát là trắng bóc à. Ông này có được con rồi đó. Không mang gì đựng thôi, xiên cái gì, lấy cái gì xiên cái vô đi nhỏ ơi. Hả? Lấy cái sợi cỏ. Lấy cái cỏ xiên luôn đi. Anh kiếm em. Đi lên đi, sẵn đi lên đi để anh kiếm nha. Đây nè. Này không được rồi. Đại đi. Yếu quá. Này có cỏ gấu, có cỏ kia cơ. Đi 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 lên đi. Nước xuống. Em nhảy, em nhảy tung tăng trên để anh chỉnh lại cho. Được rồi. Mưa đến rồi nhỏ ơi. Lươn hả? Đâu? Kìa. Không, không phải. Nhìn giống á. Mấy con cá chết đó các bạn. Nằm ở ngoài mấy cái này nè. Lươn hay lên thọc cái đầu lên nó ăn á. Để nó bơi. Kệ đi. Trời mưa rồi. Đi bên kia. Đi xuống qua bên kia coi. Này bên thăm bên đó phải không? Đây thăm ở khúc trên phải không? Rồi. Đêm không có gì. Ủa mình đi xuống dưới dục cái vô cái lưu luôn nhỏ ơi. Hả? Dục cái vô cái lưu luôn đi. Dục cái lưu hả? À. Đó vô luôn. Bỏ vô cái lưu à. Nè hở chút xíu là dục vô thôi. Từ từ từ. Ê, tụt dây. Yên tâm đi, con rắn thường là nó có nhảy lên trên à. Rồi, chạy vô. Rồi. Đi. Thả mấy cái bên kia. Nãy anh kêu cầm thêm cái đèn với lại cái thùng đi. Nhảy đó. Nhảy cấm rồi, bao nhiêu lâu rồi nó còn nhảy tung tăng vậy đó các bạn. Tại con cá lóc là nó ăn đồ sống không à. Mưa quá nhỏ ơi. Mà đồ chết nó không ăn đâu. Nó phải nhảy vậy đó, à, thấy không? Đó, nó nhảy vậy đó. Từ nhỏ ơi. Đi nhanh quá vậy. Hả? Từ từ. Ây da.
ra được không? Hay lên đây. Ừ, được rồi. Được không? Anh xuống bắt cho, bự luôn hả? Sao con nào nó cũng vật vã quá. To thế. Hôm nay ngày gì các bạn ơi? Mà nó chạy cũng nhanh thật. Đây, đè xuống đây. Đè nó xuống. Ui, con mũi ta thật. Ây da. Rồi. Rồi. Chụp dưới chắc nha. Rồi. Con có chút ép kìa. Ồ, nếu mà nó chạy nhanh cái mà. Ây da. Con này bóp mạnh nó chết luôn đó. Hôm nay không được cá bự các bạn. Bình thường, ui trời ơi, con đâm con mắt đó phải. À không phải. Tưởng vô con mắt đó chứ. Em lên thăm mấy con cái còn lại coi xem có. Nè cái đèn nè, đèn nè. Gỡ cái đèn ra lần sau đi, anh dặn cầm thêm cái đèn nữa. Cho con cái vô luôn nha. Cái gì vậy? Cóc, cóc đồng. Cóc à? Cóc vàng vậy. Em lên thăm lại nha. Có gì kêu anh nha. Ê, giờ tôi mang cái vô luôn các bạn. Nhỏ quên mang đồ đựng rồi. Nãy trượt xém té đây nè. Tôi vô chờ nhỏ thả con cá lóc này vô đây chứ. Sợ con gắn nha. Con gắn có sợi dây không sợ. Giờ chờ nhỏ thôi. Có nào không? Không. Hả? Không, không được con nào hết. Không được nào ha. Trời, hai con này nhỏ quá là sao ta? Thả đi ha. À, thấy nó nhỏ. Con gắn thì để lại ngày mai hai anh em mình mừng ha. Gắn nó bự á. Hang cá thả đi đi. Ê, bác cái da thả đi. Ây da, mũi chích. Ây da. Bác cái da đây. Con gắn đâu rồi? Chừng, ở chừng. Hử? Mang cái đây nè. Mang ra ngoài đây nè. Yếu hả? Bơi không? Có. Sống à, bơi rồi. Tao thả coi. Bơi mà. Được rồi, thả đi đi. Đi hết rồi. Hai con nhỏ quá các bạn. Đang tính làm món gì cho các bạn ăn cho nhìn cho nó ngon ngon. Ghê không? Đứng nãy giờ me nè. Nhưng phía sau không có cái lưỡi trong biển rồi, mình không sợ cắn. Con này bự để lại. Xin lỗi vì anh quá bự. Rồi. Rồi bắt cái lên trên. Cầm lên đi. Chụp 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 cái đầu. Rồi. Rồi. Nó lớn á. Còn bự lắm các bạn. Dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Giữa cái cây. Ê, bự lắm. Cuốn vô cây nè. Rồi, cuốn vô luôn rồi. Kéo da nhỏ thôi. Con này. Con này chắc gần ghi quá. Gần ghi à. Con này gần ghi Hôm bữa tôi bắt được con gần ghi voi bự lắm. Con này kỳ á. Nhiều bạn hỏi làm gì nó thì tôi có nói là ôi quấn tay vô luôn rồi. Tôi cho em Thanh nhậu rồi các bạn. Con này kỳ không? Dục cái da nó lại quấn lại nha. Cho nên là tôi không có làm cái món gì em đó hết. Nhỏ nghịch quá. Còn con bự này chắc hồi nữa ngày mai tôi làm món gì ngon ngon cho nhỏ nó ăn coi. Đây. Đáng lẽ là có cá tôi làm mấy món độc độc cho các bạn xem mà bây giờ cá nhỏ quá thả đi rồi. Con gắn này phải ngày mai mới làm được, tối rồi các bạn. Cá thì làm nhanh mà rắn làm lâu lắm. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ video rồi cho mọi người cùng xem nha. Mình với lại nhỏ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Ú, đọc con anh có mũi nhỏ. Nè nè. Nè, sát còn nguyên rồi. Thôi xin chào tất cả các bạn.